Đức và Pháp kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine. Tổng thống Pháp tuyên bố nước này và Đức đã kêu gọi ngừng bắn ngay ở Ukraine, đồng thời bày tỏ ủng hộ chính quyền Kiev, còn Mỹ đẩy nhanh tốc độ bàn giao những khí tài, tạm dỡ bỏ thuế nhập khẩu thép của Ukraine. Theo hãng tin AFP của Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này và Đức kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ chính quyền Kiev. Ông Macron đưa ra tuyên bố này trong khuôn khổ chuyến thăm Đức và hội đàm với Thủ tướng Olaf Scholz ngày 9 tháng 5, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau khi tái đắc cử Tổng thống. Tổng thống Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Ông nhấn mạnh những quyết định quan trọng của Liên minh châu Âu EU về các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga sẽ được đưa ra trong những ngày tới. Về phần mình, Thủ tướng Đức Scholz cam kết là tăng cường hỗ trợ cho Ukraine cả về quân sự và tài chính. Ông nhấn mạnh cần phối hợp hành động với tư cách là một phần của châu Âu, đồng thời cam kết thực hiện những biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn các cuộc xung đột ở Ukraine lan ra các quốc gia khác. Cùng ngày 9 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký đạo luật cho mượn cho thuê, vốn có từ chiến tranh thế giới thứ hai nhằm hỗ trợ các đồng minh của Mỹ. Với việc ký luật này để hỗ trợ cho Ukraine, Mỹ có thể đẩy nhanh tốc độ bàn giao những khí tài cho quốc gia Đông Âu này. Theo Tổng thống Biden, đến nay Mỹ đã viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tổng thống Pháp thăm Đức trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Ukraine Alexei Rennikov ngày 9 tháng 5 đã tiến hành điện đàm và thảo luận về sự hỗ trợ quân sự của Washington dành cho Kiev cùng những vấn đề khác. Phát biểu tại cuộc họp báo, thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Bộ trưởng Austin đã nhấn mạnh thông báo của Tổng thống Mỹ liên quan tới khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá 150 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Số tiền này sẽ được sử dụng để cung cấp cho Kiev các khí tài như pháo, radar phản pháo và thiết bị gây nhiễu điện tử. Cũng trong ngày 9 tháng 5, Mỹ quyết định tạm ngừng đánh thuế trong vòng 1 năm đối với thép nhập khẩu từ Ukraine, một động thái nhằm trợ giúp nền kinh tế của quốc gia Đông Âu này. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nhấn mạnh quyết định này của Washington nhằm hỗ trợ một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất đối với nền kinh tế của Ukraine. Mỹ đã áp mức thuế 25% đối với mặt hàng thép nhập khẩu từ tháng 3 năm 2018 nhằm bảo vệ ngành luyện thép trong nước. Dù một số quốc gia được miễn mức thuế này, các nghị sĩ Mỹ và lãnh đạo doanh nghiệp đã kêu gọi Tổng thống Mỹ dỡ bỏ thuế này nhằm giúp giảm bớt thiệt hại về kinh tế của Ukraine sau khi xảy ra xung đột tại đây. Theo Bộ Thương mại Mỹ, sản phẩm thép của Ukraine chỉ chiếm khoảng 1% số thép mà Mỹ nhập khẩu. Trong năm 2019, Mỹ nhập khẩu 218.000 tấn thép của Ukraine và đến năm 2020 đã giảm xuống khoảng 100.000 tấn. Thưa quý vị, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ trong 2 ngày 12 và 13 tháng 5 tại thủ đô Washington, D.C. Chuyến công tác của Thủ tướng diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác ASEAN-Hoa Kỳ được thiết lập từ năm 1977, trải qua nhiều giai đoạn, đạt kết quả khả quan trên các bình diện khác nhau. Sau 45 năm, lòng tin được nâng cao, thương mại đầu tư được tăng cường, giao lưu nhân dân được đẩy mạnh. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam thăm và làm việc tại Hoa Kỳ cùng Liên Hợp Quốc từ ngày 11 cho đến ngày 17 tháng 5. Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sau 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã có những bước tiến dài trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Trên cơ sở đó, Việt Nam mong muốn và sẵn sàng hợp tác với chính quyền của Tổng thống Joe Biden, thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực trên thế giới, cũng như là vì lợi ích của hai nước và nhân dân hai nước. Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN sẽ được tổ chức ở thủ đô Washington của Mỹ trong 2 ngày 12 và 13 tháng 5. Ngoài mục đích kỷ niệm 45 năm quan hệ Mỹ-ASEAN, lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Joe Biden sẽ cùng thảo luận các biện pháp nhằm củng cố hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm ứng phó với COVID-19, an ninh y tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, hợp tác hàng hải, giáo dục. Và nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự sự kiện này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng về những đóng góp của Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN và Mỹ. Trước hết xin cảm ơn Đại sứ đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo đại sứ thì cái hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ ASEAN lần này thì có cái vai trò như thế nào trong cái định hướng chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với khu vực Đông Nam Á nói riêng và cái chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương nói chung? Có thể nói là cái hội nghị lần này cho thấy là cái sự coi trọng đối với khu vực châu Á Thái Bình Dương của Mỹ, cũng như là cái coi trọng cái vai trò của ASEAN trong cái chiến lược của Mỹ đối với khu vực.
Đúng là chính quyền của Tổng thống Biden đang triển khai cái chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, và trong đó có một chính sách của chính quyền Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á. Thế thì khi mà triển khai một cái chiến lược mới thì ASEAN là một cái đối tác quan trọng của Mỹ, mà Mỹ luôn luôn nhận định rằng là ASEAN có một cái vai trò trung tâm ở cái khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Và trên thực tế là ASEAN là ở cái vị trí mà kết nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Vì vậy thì chính quyền Mỹ rất cần và để có cái sự gặp gỡ, trao đổi, tham khảo ý kiến đối với ASEAN. Và hội nghị lần này sẽ là một cái dịp để mà các nhà lãnh đạo trình bày, giới thiệu cũng như là tham khảo lẫn nhau về cái hướng phát triển quan hệ trong thời gian tới. Đại sứ đánh giá như thế nào về những cái đóng góp cũng như là vai trò của Việt Nam trong quan hệ Mỹ-ASEAN trong thời gian qua? Và sắp tới thì Việt Nam có thể làm những gì để góp phần vào cái đà phát triển quan hệ Mỹ-ASEAN ạ? Việt Nam thì luôn ủng hộ cái sự phát triển quan hệ đối với các đối tác của ASEAN, trong đó có Mỹ, vì Mỹ đương nhiên là một đối tác rất là quan trọng đối với ASEAN. Trong nhiều các cái khuôn khổ, các cái cơ chế hợp tác giữa ASEAN và Mỹ thì Việt Nam cũng là một thành viên rất là tích cực đóng góp trong đó, và chúng ta cũng luôn luôn là động viên và khuyến khích cái sự tham dự tích cực của Mỹ ở khu vực, như sự can dự của Mỹ mà nó đem lại một cái sự ổn định, đem lại cái hòa bình, cái đem lại những cái sự tôn trọng đối với luật pháp quốc tế ở khu vực. Thì trong thời gian tới thì tôi nghĩ là Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cái xu hướng thế này. Ngoài việc tham dự cái hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ ASEAN, xin đại sứ cho biết về những cái ưu tiên khác trong cái chuyến thăm làm việc của đoàn Việt Nam ta lần này, và những cái sự kiện song phương đối với phía Mỹ lần này thì sẽ giúp thúc đẩy quan hệ cũng như là hợp tác song phương giữa Việt Nam và Mỹ trong thời gian tới như thế nào, thưa đại sứ? Ngoài việc tham dự cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN Mỹ thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có một cái chương trình rất là dày đặc với hàng loạt các cái hoạt động song phương với chính quyền của Mỹ, với Quốc hội Mỹ, với các doanh nghiệp của Mỹ cũng như là với các nhà học giả của Mỹ. Và Thủ tướng cũng dành thời gian để gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ. Và bên cạnh đó thì Thủ tướng cũng có gặp gỡ với các quan chức cao cấp của Liên Hợp Quốc. Đây là một cái chuyến thăm phải nói là rất là quan trọng và đem lại rất nhiều cái tác dụng cho quan hệ của Việt Nam trong ASEAN, quan hệ ASEAN với Mỹ cũng như là cho cái quan hệ song phương. Xin trân trọng cảm ơn đại sứ. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục phiên giao dịch ảm đạm khi các chỉ số chung tiếp tục giảm sâu ngay từ đầu phiên. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện và sự hỗ trợ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN Index và HNX Index thu hẹp đà giảm. VN Index kết phiên giảm 14,52 điểm xuống còn 1.255,1 điểm. HNX Index giảm 8,26 điểm xuống còn 542,23 điểm. Áp lực bán mạnh khiến các chỉ số chung tiếp tục đà giảm sâu ngay từ đầu phiên. VN Index mất hơn 30 điểm và về sát đỉnh cũ năm 2018. HNX Index giảm hơn 8 điểm. Đến gần 10 giờ, các chỉ số chung đã có lúc lấy lại sắc xanh nhờ lực cầu bắt đáy xuất hiện. Nhóm dầu khí giao dịch tích cực trở lại sau phiên bán tháo trước đó. PVS và PVC tăng trên 5%, PVD tăng trên 2%. Nhóm chứng khoán cũng chứng kiến sắc xanh trở lại, SSI tăng gần 3%, SHS tăng hơn 2%. Trong nhóm vốn hóa lớn, đáng chú ý còn có SAB tăng hơn 2%, VGC tăng 2,7%, BID, FPT, HDB cùng mức tăng trên 1%. Dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân đang chiếm vai trò chủ đạo, vì thế mà đa phần các nhà đầu tư cá nhân thì họ kỳ vọng là có khung thời gian đầu tư ngắn và cái kỳ vọng lợi nhuận rất là cao, rủi ro cao. Vì thế khi mà có những cái diễn biến thông tin tiêu cực như là
thậm chí là một số tin đồn tiêu cực thì cái tâm lý nói chung là muốn thoát khỏi vị thế nắm giữ cổ phiếu một cách nhanh nhất, và dẫn đến cái lực bán rất ồ ạt, trong khi là dòng tiền để mua vào để cân đối thị trường thì vẫn đang chờ đợi cái thời điểm thích hợp hơn. Thưa quý vị, theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá phân bón vừa tăng cao chưa từng có trong 50 năm qua do những diễn biến tăng theo giá thế giới. Cụ thể, tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 4 vừa qua, giá các loại phân bón đều tăng từ 1.000 cho đến 1.900 đồng một kg. Đây là đợt tăng thứ tư liên tiếp. Điều này dẫn tới hệ lụy là nhiều nông dân đã giảm quy mô sản xuất. Trong khi đó, giữa lúc phân bón khan hiếm, các số liệu cho thấy xuất khẩu phân bón của Việt Nam 4 tháng đầu năm tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước tới 33%. Do đó, nhiều ý kiến đề xuất rằng cần phải siết chặt hoạt động xuất khẩu mặt hàng này. Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, nhiều quốc gia đã hạn chế việc xuất khẩu phân bón để giữ ổn định thị trường nội địa. Để góp phần hạ nhiệt giá phân bón trong nước, ổn định nguồn cung, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định thống nhất một mức thuế xuất khẩu 5% đối với nhiều mặt hàng phân bón. Thưa quý vị, chỉ một tháng nữa thôi là kỳ thi vào lớp 10 công lập tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra. Thời điểm này, học sinh lớp 9 tại thành phố đang hoàn tất kỳ thi học kỳ 2 và tăng tốc ôn luyện cho kỳ thi vào lớp 10. Năm học 2022-2023, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các trường công lập sẽ tuyển 72.800 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập, tăng gần 5.000 chỉ tiêu so với năm học trước. Tuy nhiên, số học sinh lớp 9 năm nay là hơn 100.000 em, trong khi năm trước số này chỉ có hơn 90.000. Và điều này khiến kỳ thi trung học phổ thông công lập năm nay tăng lên và các thí sinh heo vàng thêm phần căng thẳng. Khánh Linh đặt nguyện vọng 1 vào trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Đây là trường có điểm chuẩn lớp 10 hàng năm nằm trong nhóm 5 trường cao nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Lo lắng căng thẳng là tâm trạng của em khi đang đến giai đoạn nước rút. Chính vì thế, việc sắp xếp nguyện vọng 2, 3 của em cũng đang được cân nhắc kỹ để tăng cơ hội đỗ vào trung học phổ thông công lập. Phụ huynh thì bảo là em nên vào Hoàng Hoa Thám hoặc là Võ Thị Sáu vào nguyện vọng 2, nhưng mà các thầy cô thì khuyên là em nên chọn lại tầng nguyện vọng đó, tại vì nó có khả năng cao là em sẽ khó có thể vào được nếu như mà mình không có thành công trong cái nguyện vọng 1 của mình. Thì em cũng đang suy nghĩ là quyết định của mình, em cũng chưa chín chắn lắm. Còn cái việc mà em ôn tập để mà thi tuyển sinh thì em cũng khá là lo, tại vì học kỳ 1 năm lớp 9 này em phải học online và không có thể nắm bắt được nhiều kiến thức, do em sợ bị hỏng kiến thức. Trong quá trình đó mình không thể hỏi trực tiếp giáo viên như thế nào cả. Năm nay, thời lượng thi môn tiếng Anh sẽ tăng từ 60 lên 90 phút. Công thức xét tuyển 3 môn được tính theo hệ số 1 thay vì nhân đôi điểm toán văn như những năm trước. Điều này khiến nhiều em có phần lo lắng. Con cảm thấy sự rất là lo lắng. Môn tiếng Anh mà nói nếu mà mình có thể đạt được trên 8.5 hoặc là 9 thì thực sự rất là khó. Nâng tầm quan trọng lên của môn tiếng Anh cô, nên con cũng khá là lo lắng, tại vì mình phải phân bố thời gian và học tập đều các 3 môn. Năm nay, nhiều trường trung học phổ thông tăng chỉ tiêu tuyển sinh nhưng rất ít. Trong khi đó, số học sinh lớp 9 dự kiến sẽ tốt nghiệp trung học cơ sở vào tháng 5 năm nay của thành phố lại tăng vọt so với những năm trước, vì đây là lứa heo vàng. Do đó, năm nay tỷ lệ chọi vào lớp 10 công lập dự kiến cũng sẽ tăng, kể cả những trường trung học phổ thông tốt đầu và tốt dưới. Vì thế, hiện các trường đang giáo diết tăng cường ôn luyện cho học sinh. Ôn luyện lại, lấy lại kiến thức cơ bản của học kỳ 1 là trong thời gian online á, đôi khi là học sinh còn chưa có rõ hoặc là học sinh nó còn chưa có nắm vững hết á, thì để cho học sinh nắm lại kiến thức của học kỳ 1 trước là trong thời gian học tập, mà vừa thi học kỳ 2 và vừa ôn luyện luôn. Sau đó thì bắt đầu mình mới chính thức là đi vào chương trình ôn tập toàn bộ kiến thức của cả năm học cho học sinh. Vì học sinh của cái lứa lớp 9 năm nay là cái lứa bị ảnh hưởng rất nhiều do dịch bệnh. 2 năm liền gần như các em là phần lớn thời gian học online. Thì chúng tôi mong rằng là cái mức độ ra đề nó vừa sức cho với các em và nó phù hợp với lại cái cách học là của các em trong thời gian qua. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2022-2023, Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 70% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và lớp 10 công lập. Số còn lại sẽ vào các trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung học phổ thông tư thục. Hôm nay mùng 10 tháng 5 cũng là ngày cuối cùng đăng ký nguyện vọng vào lớp 10.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý các phụ huynh và học sinh nên căn cứ vào học lực của học sinh, đoạn đường từ nhà đến trường trung học phổ thông và các tổ hợp môn học tự chọn của trường trung học phổ thông khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 10 để chọn đúng nguyện vọng.